Hôm nay chấp các thể loại báo chí rồi công an công việc gì vào đây nhá. Lái xe không dùng tay luôn mà không sợ bất kỳ cơ quan chức năng nào. Các bạn thấy cũng kinh khủng không? Quá tởm. Quá kinh khủng tởm. Bởi vì hôm nay đang cầm trên tay một cốc cà phê quá đẹp do anh Mai Nguyên anh ấy tặng. Hôm nay là tham gia chương trình Ultimate Driving do BMW tổ chức. Hẹn gặp lại các bạn trong một vài giây phút tiếp theo. Anh ơi!